Cà phê nóng xin được tiếp tục với những thông tin cập nhật về tình hình Covid-19 đang diễn ra ở nước ta thưa quý vị. Theo như bản tin phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế mới cập nhật và cho biết trong ngày 14 tháng 4 đã có 23.012 ca mắc mới tại 62 tỉnh thành và số ca khỏi cũng đã nhiều tới gấp 4 lần số ca mắc mới. Các tỉnh, thành phố ghi nhận số ca bệnh như sau. Hà Nội 1.677 ca, Phú Thọ 1.279 ca, Nghệ An 976 ca, tiếp theo là Yên Bái, Vĩnh Phúc. Số công bố khỏi bệnh trong ngày đó là 85.633 ca. Từ ngày 13 tháng 4 cho đến 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 ghi nhận 23 ca tử vong. Ba địa phương là Phú Thọ, Hải Dương và Vĩnh Phúc ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó. Cũng trong ngày 14 tháng 4, tỉnh Quảng Ninh là địa phương đầu tiên cả nước triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.